Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với Pilates cùng Christine. Hôm nay là một ngày trong tuần mình vừa mới làm việc xong và mình quyết định là mình sẽ tập tầm 30 phút Pilates để thư giãn đầu óc. Mình sẽ tập tất cả các cái động tác mà nó phối hợp cho toàn bộ cơ thể và trình độ của bài tập này thì khá là đơn giản thôi. Mình nghĩ là sẽ cho những ai mới bắt đầu hoặc là tập Pilates chưa lâu thì bài tập này có thể duy trì hàng ngày được. Bây giờ mình sẽ bắt đầu thôi. Bài tập hôm nay thì mình sẽ bắt đầu với cái tư thế ngồi thẳng ở phần cuối thảm, hai tay mình để vào sau đầu gối và hít vào một hơi thật là sâu ở trên, ngồi lưng thẳng. Thở ra mình sẽ cuộn cột sống đổ về phía sau thành hình chữ C và siết rốn về phía cột sống. Mình tiếp tục hít vào thì sẽ ngồi thẳng và thở ra cuộn từng đốt sống một hạ đổ về phía sau. Siết rốn thật là mạnh lúc mình thở ra. Kích hoạt cơ lõi bằng cách siết rốn về phía cột sống. Và mình gồng khá là chặt cái bụng của mình lại lúc mình thở ra và đổ người. Hít vào thật là sâu và thở ra cũng thật là mạnh. Mọi người hãy nhớ đến cái 6 nguyên lý cơ bản của Pilates. Đó là mình kết hợp hơi thở đều đặn với chuyển động của mình. Mọi động tác đều có kiểm soát và tập trung điều khiển chuyển động của mình nhịp nhàng, chính xác. Sau khi đã khởi động cột sống, làm mềm dẻo cột sống thì mình sẽ hạ từ từ người xuống thảm và duỗi thẳng chân ra. Hít vào một hơi thật là sâu và siết rốn, kích hoạt cơ lõi. Mọi người hãy thư giãn đầu và cổ, hít vào và thở ra một hơi thật là sâu. Hãy cảm nhận hít vào mình sẽ mở rộng cái khung sườn của mình ra hai bên và thở ra thì khung sườn sẽ khép lại. Rốn của mình luôn luôn siết về phía cột sống và kích hoạt cơ lõi. Hít vào một hơi thật là sâu, từ từ đưa hai tay lên đầu, qua đầu và thở ra mình sẽ xoay một vòng tròn với hai tay. Mình thực hiện đều đặn như vậy tầm 10 nhịp thở. Hít vào qua mũi và thở ra mạnh qua miệng. Mình sẽ đổi chiều, sau được 5 nhịp thở thì mình sẽ đổi chiều xoay của tay. Mọi người hãy hiền diện khi tập luyện, có nghĩa là mình không nghĩ đến những vấn đề khác, mình chỉ tập trung vào cái hơi thở của mình và chuyển động của cơ bắp của tay chân mà thôi. Như vậy thì nó mới giúp cho việc giảm stress ở trong cuộc sống sau khi mình tập. Từ từ đưa từng chân một về gập đầu gối và hai tay của mình sẽ đưa vào sau đầu để đỡ đầu và cổ. Hít vào một hơi thật là sâu và thở ra mình sẽ nâng phần bả vai cũng như là đầu lên. Và lúc mình gập lên gập xuống như thế này thì mọi người hãy chú ý là cái phần chân và phần lưng bụng dưới của mình nó không có chuyển động. Chỉ có phần thân trên chuyển động mà thôi. Thở ra thật là mạnh và mọi người đừng quên là siết rốn về phía cột sống và siết bụng vào nhé. Họ bụng thật là mạnh vào. Và cái cột sống của mình thì giữ ở tư thế trung tĩnh. Như vậy thì mình mới làm tăng sức mạnh của cái phần cơ lõi và cái phần gọi là trung tâm năng lượng của cơ thể ở phần xung quanh cái bụng và hông của mình.
Khi đã thực hiện được tầm 10 nhịp thở thì mình sẽ hạ đầu xuống. Và hai tay mình đặt song song với người. Từ từ mình sẽ nâng từng chân một lên vị trí cái bàn. Mình sẽ thực hiện động tác 100. Hai tay mình sẽ nâng bả vai lên, duỗi thẳng và kéo dài về phía chân. Hít vào một hơi thật là sâu, dập tay 5 nhịp và thở ra một hơi thật là sâu, dập tay 5 nhịp. Siết rốn về phía cột sống, đẩy cái phần rốn của mình, bụng của mình về phía cột sống thật là mạnh lúc mình thở ra. Và mọi người cũng hãy lưu ý là nhớ cố gắng giữ cột sống ở tư thế trung tĩnh, một khoảng cách nhỏ giữa cái phần eo và thảm. Tuy nhiên, nếu mà mình không giữ được thì mình có thể ép hoàn toàn cái phần lưng dưới xuống thảm để bảo vệ cho phần lưng dưới. Thở ra 5 nhịp dập tay. Và hít vào cũng thật là sâu. Cố lên, mọi người hãy cố lên. Chỉ còn khoảng vài hơi thở nữa thôi là mình sẽ chuyển qua động tác khác. Rồi. Mình sẽ hạ người từ từ xuống và đưa chân về thảm. Mình cũng có thể chuyển qua ngay liền động tác tiếp theo, đó là mình sẽ chạm chân xuống thảm, từng chân một đổi bên ở vị trí cái bàn. Hai tay của mình vẫn duỗi thật là thẳng và vai nâng lên, kích hoạt cơ lõi, đổi chân. Hít vào ở trên và thở ra, mình sẽ chạm nhẹ từng chân một xuống thảm. Thật là đều đặn. Mình có thể đặt tay vào sau đầu cũng được. Và mọi người cứ thực hiện như vậy tùy vào cái nhịp thở của mình nhanh hay chậm. Mình có thể điều chỉnh cho phù hợp với bản thân mình ha. Luôn luôn nhớ thở đều đặn và kích hoạt cơ lõi, siết rốn thật mạnh về phía cột sống, đẩy không khí ra. Rồi, rất tốt. Bây giờ mình sẽ hạ chân xuống và hạ người xuống. Tiếp theo mình sẽ tập cho phần thân trên. Mình nâng bả vai và nâng phần thân trên lên ha. Hít vào để chuẩn bị, thở ra mình sẽ vặn người qua trái. Hít vào, quay về giữa và thở ra phần người qua phải. Mọi người thực hiện như vậy tầm 10 đến 12 nhịp thở. Và có một lựa chọn khác, đó là mình không phải giữ ở trên hoàn toàn mà mình có thể quay về, hạ xuống thảm và vặn người. Động tác này thì rất tốt cho phần cơ chéo bụng, cũng như là tập phần nhóm cơ bụng nói chung ha. Mọi người đã thấy mệt chưa? Mệt phần đau phần cơ bụng cơ lõi chưa? Mọi người hãy cố gắng lên nhé. Và khi đã tập đủ nhịp cũng như là thấy mình vừa đủ cho sức của mình thì mình sẽ hạ xuống, đưa hai tay về song song với thân người. Tiếp theo mình sẽ lại nâng chân lên vị trí cái bàn và hai tay mình cũng nâng lên vuông góc với thảm. Hít vào để chuẩn bị, thở ra mình sẽ duỗi tay nọ chân kia. Động tác này sẽ giúp mình thực hiện cái việc kiểm soát phối hợp giữa tay và chân. Thật là đều đặn nhịp nhàng. Và cũng như là nó sẽ giúp cho phần săn chắc phần cơ lõi, cơ bụng nữa, đặc biệt là phần cơ bụng dưới. Khớp vai và khớp hông cũng sẽ được giúp cho dẻo dai và linh hoạt hơn. Mọi người đừng quên thở thật là đều đặn nhé. Duỗi chân và tay thật là thẳng,
Đặc biệt là mình sẽ kéo dài chân ra. Mình thực hiện như vậy cũng tầm 10 đến 15 nhịp. Mình nghĩ là cũng tùy mỗi người. Tuy nhiên hôm nay bài tập này thì mình tập hình như là tầm 10 đến 12 nhịp gì đó. Tập trung vào chuyển động của cơ thể, nhẹ nhàng, hít thở đều đặn, siết rốn, siết bụng, kích hoạt cơ lõi, làm cho cái phần trung tâm năng lượng của cơ thể của mình nó ngày càng khỏe mạnh hơn. Rồi, rất là tốt. Bây giờ mình sẽ hạ tay xuống và hạ chân từ từ xuống. Ở đây mình sẽ điều chỉnh cơ thể của mình để cái cột sống của mình về vị trí trung tĩnh. Và hai chân thì cách mông tầm khoảng một bàn tay ha. Hít vào thật là sâu để chuẩn bị và thở ra mình sẽ cuộn từng đốt sống một và nhấc hông lên tư thế cây cầu ha. Hít vào hạ xuống về tư thế trung tĩnh và thở ra cuộn từng đốt sống một. Nâng lên vị trí cây cầu. Ở động tác này thì quan trọng nhất đó là mình phải cảm nhận cái đốt sống của mình nó như là một cái chuỗi cơm mà mình hạ từng cái đốt sống một xuống thảm cũng như là nâng từng đốt sống một rời ra khỏi thảm lúc mình ở trên ha. Hít vào và thở ra đều đặn. Hãy cảm nhận lúc mình ở trên thì phần mình siết cái hai cái má mông lại. Tập cho cơ mông. Bài tập này rất tốt cho cơ mông cũng như là cơ đùi ha. Mình lặp đi lặp lại như vậy tầm 10 nhịp thở là được. Và tiếp theo mình sẽ chuyển qua tư thế kiểu như là con ếch. Hai cái chân của mình sẽ hai lòng bàn chân dập vào nhau. Mở rộng cái đầu gối ra hai bên kiểu như là tư thế chân con ếch. Mình tiếp tục thực hiện động tác cây cầu ở cái tư thế chân này. Hít vào, hạ từ từ xuống và thở ra mình sẽ nâng lên. Siết rốn thật là mạnh vào. Mọi người hãy cảm nhận cái phần bụng dưới của mình nó thật là phẳng. Tại vì mình siết rốn về phía cột sống rất là mạnh lúc mình thở ra. Mọi người nhớ thở mạnh ra thành tiếng thì nó sẽ dễ hơn ha. Tập cho mông và đùi cũng như là phần hông của mình thật là dẻo dai. Rồi và mình hạ người từ từ xuống. Duỗi chân thẳng ra. Cổ chân mình sẽ gập vuông góc với thảm, hai tay đưa qua đầu. Hít vào một hơi thật là sâu và thở ra. Nâng người lên cuốn người từng đốt sống một. Ngồi vào tư thế đỉnh đầu thật là cao, thẳng lên trên trần nhà. Hít vào và thở ra mình sẽ vươn người cao và dài. Hai tay vươn về phía chân, đi qua cái bàn chân luôn ha. Cột sống thành hình chữ C. Tưởng tượng như là mình có một quả bóng ở trước ngực ấy. Và mình muốn vươn qua cái quả bóng này, vươn dài về phía chân. Siết rốn, thở mạnh và đẩy không khí ra lúc mình thở ra. Ở đây thì mình cũng có thể cảm nhận là cái cơ đùi sau nó giãn ra. Tuy nhiên cái mục đích của mình là phải giãn phần cột sống ha. Nên mọi người hãy tập trung để ý là mình có giãn cái cột sống của mình chưa. Mình đã kéo giãn cột sống của mình ra chưa ha. Và do đó mà cái động tác này ở trong Pilates gọi là spine stretch, có nghĩa là kéo giãn cột sống. Rồi khi mình đã làm vừa đủ thì mình sẽ đổi qua động tác nằm nghiêng ha. Đầu mình sẽ nằm ở trên một cái cánh tay. Hai chân duỗi thật là thẳng và khép chặt với nhau, siết rốn, nâng cái phần eo lên. Không có để eo chìm xuống thảm nha mọi người. Hít vào để chuẩn bị. Thở ra mình sẽ nâng hai chân lên. Duỗi chân thật là thẳng,
siết bụng, siết rốn khi mình hít thở. Tay mình có thể đặt ở trước ngực, tuy nhiên lúc mình nâng chân lên thì cái lực để nâng chân là lực của chân và lực của cơ lõi ha. Mình không dùng tay, dùng cái sức của tay để đẩy lên nha mọi người. Cái tay của mình để đó để chịu giữ cho giúp mình giữ thăng bằng một chút xíu thôi. Số lượng không bằng chất lượng, cho đó mình hãy tập từ từ để mình cảm nhận nhé. Tiếp theo mình sẽ gập đầu gối lại, nâng cái chân phía trên lên cao cỡ bằng hông thôi ha. Và mình sẽ vẽ một vòng tròn với cái chân của mình giữ gập như vậy. Hít vào và thở ra là mình sẽ vẽ một vòng tròn, kiểu giống như là mình đạp xe đạp ấy. Sau đó mình sẽ đổi chiều, mình hít thở đều đặn, lúc chân của mình chuyển động vẽ một vòng tròn, giữ cái khoảng cách giữa gót chân và mông ha, không thay đổi lúc mình chuyển động. Động tác tiếp theo, tay mình sẽ đặt vuông góc với thảm và nằm ngay ở dưới vai. Hít vào để chuẩn bị, thở ra mình sẽ nâng hông lên, siết mạnh rốn về phía cột sống. Hít vào, hạ hông xuống thật là nhẹ nhàng, thở ra nâng hông lên và kéo giãn cái phần cơ liên sườn của mình ra. Tay của mình có thể phối hợp nhịp nhàng, đưa qua đầu kéo dài tay và hít vào, hạ từ từ hông xuống. Lúc mình hạ hông xuống thì mình chỉ chạm nhẹ vào thảm thôi, mình không nên ngồi hẳn xuống thảm ha. Mình phải giữ cái flow, gọi là cái chuyển động của cơ thể như vậy thì mình mới tăng cái sức mạnh của cái phần cơ hông, cơ chéo bụng. Cũng như là dùng ở đây thì mình sẽ tập cho cái phần tay nữa. Tay mình khỏe thì mình mới có thể thực hiện cái động tác này nhiều nhịp hơn. Chân của mình thì không có gọi là không có chuyển động gì nhiều. Ở đây là phần hông ha, mình dùng cái hông để mình đẩy người của mình lên, đẩy hông lên, nâng hông lên. Mọi người hít thở thật là đều đặn và thật là nhịp nhàng. Tiếp theo mình sẽ đổi bên ha. Mình tiếp tục thực hiện cái chuỗi động tác này cho phía còn lại ha. Lúc mình tập những cái động tác này thì mình có thể để ý xem là cơ thể của mình nó phản ứng như thế nào, ở bên nào dễ tập hơn. Nếu mà bên còn yếu thì mình có thể nâng số nhịp lên ha. Giữ chân thăng bằng, tay mình có thể đặt lên hông thì nó sẽ khó hơn, hoặc mình sẽ đặt vào phía trước mặt thì giúp cho việc giữ thăng bằng tốt hơn. Hông của mình nó thật là thẳng vuông góc với mặt phẳng thảm ha. Luôn luôn kích hoạt cơ lõi của mình bằng cách siết rốn về phía cột sống, đẩy rốn vào phía cột sống thật là mạnh vào. Lúc mình thở ra, mình cảm giác như là mình đẩy toàn bộ không khí ra hết luôn đó mọi người ạ. Rồi tiếp theo mình sẽ gập chân lại và thực hiện động tác giống như là đạp xe đạp. Mình vẽ một vòng tròn với cái bàn chân của mình theo chiều trước ra sau, và sau đó thì mình đổi chiều từ sau ra trước. Mình vẫn cứ thở thật là nhịp nhàng, quan trọng là mình không nên nín thở nhé. Và rốn của mình thì luôn luôn phải siết vào. Những cái vấn đề này nó đòi hỏi mình phải tập trung rất nhiều ấy, cho nên là
Cái môn Pilates này thì một trong những cái nguyên lý cơ bản của nó đó là sự tập trung cũng như là sự kiểm soát. Yêu cầu mình khi nào cũng phải tập trung vào cái chuyển động, cái hơi thở của mình. Số lượng thì nó sẽ quan trọng hơn chất lượng rất nhiều. Và khi mình tập cho nhóm cơ nào thì mình để tâm vào cái nhóm cơ đó thì như vậy nó mới tăng cái hiệu quả của việc tập luyện lên được. Động tác này thì ở trong Pilates gọi là side bend, có nghĩa là mình nghiêng một bên ha. Thì động tác này nó sẽ giúp cho việc kéo giãn cái phần cơ lên xương bên hông của mình ra, bên eo của mình, đẩy phần hông lên và cũng như là tay của mình nó sẽ khỏe mạnh hơn, phần hông nó sẽ dẻo dai hơn. Ở đây mình thực hiện thật là chậm và nhịp nhàng. Mình hạ xuống từ từ và không ngồi vào thảm mà chỉ chạm nhẹ thôi. Sau đó lại đẩy lên tiếp tục. Thở mạnh ra như vậy. Mình tập chắc khoảng 8 đến 10 nhịp thở. Bạn nào muốn tập nhiều hơn thì có thể tập 12 đến 15 nhịp thở ha. Mọi người hãy cố gắng lên nhé. Chỉ còn một vài nhịp thở nữa thôi là mình sẽ chuyển qua động tác khác ha. Mình có thể kéo dài, thật là dài tay ra qua đầu, kéo dài đỉnh đầu và đẩy hông. Rồi, tốt lắm. Bây giờ mình sẽ chuyển qua động tác mới. Ở động tác này thì mình sẽ ngồi gập chân và mình sẽ nâng từng chân một lên. Ngực của mình nâng lên và lưng của mình thật là thẳng. Hai tay thì đưa về phía sau. Cái tay và mông cũng như là chân của mình nó sẽ tạo thành hai cái chữ V ngược bằng nhau. Hít vào. Thở ra đều đặn. Mình có thể hít vào một bên và thở ra một bên, có nghĩa là hít vào ở chân bên này thì thở ra ở chân bên kia. Hoặc mình có thể làm nhanh hơn thì mỗi lần mình nâng chân lên là mình sẽ thở ra. Cơ bụng của mình luôn luôn kích hoạt nha mọi người. Rồi, rất là tốt. Bây giờ mình sẽ chuyển qua tư thế nằm úp. Duỗi thẳng hai chân và mở rộng bằng vai. Bàn tay của mình sẽ gập vào nhau và trán của mình sẽ đặt lên trên cái bàn tay. Hít vào một hơi thật là sâu, thở ra mình sẽ nâng chân lên, kéo chân thẳng và để nâng lên. Lúc mình thở ra thì mọi người nhớ là hãy siết rốn về phía cột sống, do đó mà mình cảm giác như là mình không muốn cái rốn của mình chạm vào thảm. Và chân thì luôn luôn kéo thật là dài đến mức hết mức có thể. Mọi người cũng thực hiện như vậy tầm 10 đến 12 nhịp thở nhé. Hít vào qua mũi và thở ra qua miệng. Khi đã tập đủ cho phần thân dưới thì mình sẽ chuyển sang phần thân trên ha. Thở ra mình sẽ nâng phần thân trên lên. Hai tay mở ra đặt song song với nhau. Gập khuỷu tay. Và lúc mình thở ra ở trên thì mình sẽ đẩy cái bả vai về. Đẩy bả vai mình vào trong. Hít thở đều đặn. Cái rốn của mình sẽ không chạm vào thảm nha mọi người. Mình phải siết cái bụng dưới của mình, siết rốn vào phía cột sống luôn luôn như vậy, kích hoạt cái phần cơ lõi. Mình không để lực vào cổ cũng như là đầu của mình ha. Cổ và đầu của mình thật là thư giãn. Ở đây mình dùng cái sức mạnh của thân trên để nâng người lên ha. Rồi bây giờ mình sẽ ngồi vào tư thế em bé để thư giãn. Trước khi mình chuyển qua tư thế chống đẩy ha, thì hôm nay mình sẽ thực hiện động tác tầm 10 cái chống đẩy
Và ở trong cái tư thế như thế này là đầu gối của mình vẫn chạm vào thảm, duỗi cái mu bàn chân ra. Hai tay mình đặt ở ngay dưới vai, hít vào rồi chuẩn bị thở ra, mình sẽ gập khuỷu tay và hạ người xuống. Lưng luôn luôn giữ thẳng. Ở đây thì cái cơ làm việc đó là cơ tay ha. Nếu mình mở rộng tay sang hai bên thì mình sẽ tập trung nhiều vào phần vai và phần ngực. Tuy nhiên nếu mình muốn tập cho cái phần cơ đuôi sau của tay, cơ bắp sau của tay chứ, thì mình sẽ đưa hai tay vào gần hơn với nhau thì nó sẽ khó hơn và nó tác động vào cái phần bắp tay sau. Mình sẽ cố gắng thực hiện tầm 10 đến 12 nhịp chống đẩy. Nó khá là khó tại vì tay của mình nó còn yếu ấy, nên lúc mà mình đưa tay lại gần thì thực sự rất là khó. Rồi, và mình sẽ ngồi vào tư thế em bé để nghỉ. Thư giãn, hít vào một hơi thật là sâu và thở ra. Mình chuyển người qua tư thế plank ha. Hai tay của mình sẽ gập và ở dưới vai, cổ chân của mình cũng sẽ gập lại. Mình đẩy cái gối lên thẳng thành tư thế plank ha. Cái lưng của mình giữ thẳng và hông nó giữ cao hơn một chút xíu. Ở đây mình sẽ đẩy cái gót chân của mình ra sau, hít vào và thở ra, mình sẽ đẩy hai gót chân về trước. Luôn luôn kích hoạt cơ bụng nha mọi người. Khi nào mình cũng kích hoạt cơ bụng, cơ lõi và siết rốn về phía cột sống, họp bụng thật là chặt vào khi mình thở ra, đẩy toàn bộ không khí ra khỏi cái phần bụng của mình. Hít vào thì mình cố gắng là hít vào phần lồng ngực ha. Mình đã thực hiện được 8 nhịp. Và bây giờ mình sẽ ngồi vào tư thế em bé để nghỉ một chút xíu, giãn cái phần lưng ra. Sau một bài tập dài thì mình sẽ hít một hơi thật là sâu, vươn vai và thở ra. Bây giờ mình sẽ chuyển qua một số động tác gọi là giãn cơ trước khi mình kết thúc bài tập hôm nay. Khi mà mình tập luyện thì mọi người nhớ là mình nên giãn cơ sau mỗi buổi tập nhé. Giãn cơ hôm nay mình sẽ ngồi dang rộng hai chân thật là rộng nhất có thể. Ngồi thẳng và từ từ mình sẽ dùng tay của mình kiểu như là đi bộ bằng tay ấy, về phía trước. Giãn cơ đùi sau thật là mềm ra, cũng như là mình sẽ giãn cái phần cột sống và phần cổ. Mọi người giữ ở cái tư thế này tầm 2-3 nhịp thở và đưa tay vào. Sau đó mình sẽ gập chân một bên lại. Bàn chân của mình sẽ chạm vào cái phần đùi trong ha. Một tay của mình đặt vào bàn chân và tay còn lại mình sẽ vươn qua đầu, nghiêng qua, kéo giãn phần cơ lên sườn. Giữ ở đây tầm 2 nhịp thở. Kéo giãn cái cơ đùi sau. Và mình sẽ đổi bên, làm tương tự như vậy cho phía còn lại. Kéo giãn, cảm nhận là cơ liên sườn của mình được giãn ra và cũng như là cái cơ đùi sau, bắp chân của mình cũng giãn ra khi mà mình gập cổ chân. Rồi, rất là tốt mọi người ơi. Bây giờ mình sẽ ngồi lại và đưa cái nhịp thở của mình về cái nhịp thở bình thường ha. Xoay vai và thư giãn một chút xíu. Vậy là mình vừa mới hoàn thành xong bài tập của ngày hôm nay. Mình cảm giác rất là thoải mái, thực sự rất là thoải mái sau khi mà một ngày mình làm việc dài. Nhưng mà tập xong thì cảm giác tinh thần phấn chấn hẳn lên. Cho nên là mọi người cũng hãy cố gắng tập luyện. Mặc dù mình không có thời gian nhiều nhưng mà 30 phút mỗi ngày thì mọi người hãy cố gắng dành ra cho bản thân mình nhé. Vậy thôi, mọi người đừng quên chia sẻ cái video này với bạn bè và người thân. Và cũng đừng quên đăng ký kênh Pilates của mình nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở những video sau. Tạm biệt.